Xin chào cả nhà. Nếu như các bạn đã tới cảng của San Diego tham quan thì hãy nhớ ghé qua khu vực Ý hay là thành phố Ý nằm ở San Diego, gọi là Little Italy. Hôm nay Vân và Khoa sẽ ghé qua đây để tham quan và ăn uống tại nơi này. Xin mời các bạn cùng đi theo Văn và Khoa nhé. Chợ trời nè, Little Italy, food hall nè. Anh xuống dưới đây thử anh, có gì ngon. Có những cái bông rất là đẹp. À, chợ nè. Chợ này hai cái đắt nữa. Anh ăn ăn dâu không kìa anh? $5 một hộp kìa. Ô coi cái trái gì vậy? Wow, bông nè. Đẹp ghê không? Ô lát cái gì kia? Đã bắt đầu dẹp rồi nè, anh thấy không? Đây là khu vực này là khu vực Ý. Wow, cô bán thôi. Thấy ngon quá hả? Hồng nè xã, 4 đồng thao. Đây là Little Italy. Rất là đông luôn á. Nhìn thấy nè, carrot cheese. Wow. Đi anh đi lên đây cho thử có gì em sao. Bây giờ là cũng hơi trễ một tí, mình xuống đây hơi trễ. Họ có đó lấy ra đâu vậy? Thank you so much. Thanks, you too. Đây là bán sao mình anh. À, giờ chuẩn bị dọn rồi. Từ lúc sáng cho đến 2 giờ. Đây bán trà. Bánh nè. Bánh Ý nè. Ô bánh thấy ngon cái gì ta? Vegan. Đó. Đây là Italy, cái này là food hall nè. Mình qua bên kia thôi anh. Yeah. Wow, có like kìa sao. Wow, có bên kia đông. Xuống dưới đây á, mình nên xuống sớm. Tại vì ở dưới đây rất là đông người, khó tìm chỗ đậu. Nãy giờ chạy vòng vòng đậu rất là lâu luôn. Đây là trà nè. Ủa, thứ loại trà luôn. Mật ong.
Ý là phải có bánh mì rồi đó. Bánh mì. Mì. Ổi nè, 5 đồng một ổi nè. Hi, how are you? Oh, cái này cái gì ta? What's, is this some sort of bean? Oh, it's bean. It's bean separate. Okay. Thank you. Oh, anh coi cái trái này trái gì? Nut, huh? Oh, this is macadamia nut. Oh, ổi này không nhớ hình như ăn rồi nè. Ổi này đây, coi thử có gì nữa không. Đây là trái cây và bông. Nấm. Này bò nè, đi rất là dài luôn á. How much a box? How? Oh, okay. It's okay. Wow, coi bên kia kìa. Ô, oh, xương rồng nè. Không có loại bên này. Wow, này, cây có quá trời. Wow, thơm quá. Này, cheesecake á, thấy ngon quá. Wonder what kind of cake that is. Honey cake? Oh, okay. Then lay up caramelized honey cake with honey cream. Cái này là 9 đồng một cái ha. They're out of the roll. Oh, they're out with the grill. They're out. Yeah, they have roll right now. Mình thích Cali vì tại vì Cali nó có rất là nhiều ẩm thực để mình có nhiều nước để mình có thể thử, cũng như là những khu vực của những người dân người Ý, người Việt hay là người Mẽ và những nhiều nước khác. Đây là cái food hall của người Ý nha, vật Ý, phố Ý, rất là đông. Đây mình bỏ cheese với lại bỏ cái ớt khô lên, ngon. Oh,
giờ bắt đầu người ta dẹp hết rồi. Ngon, ngon. Xuống dưới đó không anh? Sao rồi? Qua đây hả? Đây là vẫn còn khu vực phố nè. Salt and straw. Quá trình đông luôn. Ở ngoài đây thì có cái sưởi cho mình cho nên không có lạnh. Quán này đông nha. Thua. Buon appetito. Mì Ý nè, đủ loại luôn. Tiệm bán cà phê Ý. Wow. Ồ, coi kìa, anh ấy làm cái kiểu kìa, chanh kìa. Dưới đây không có đông đúc bằng ha. Dạ, chúng mới để đèn nhiều nè, anh phải không? Cái quán dễ thương ghê luôn. Sáng đói luôn ha. Trà chơi cho mấy đứa nít. Tàu này là tàu của quân đội. Mình có làm cái video gọi là Fleet Week, nói thêm về những cái chương trình của cái Fleet Week. Mời các bạn xem nha. Mình sẽ để cái link hôm ở nay mình đã ăn đồ Ý nha. Bữa kho hồ bao. Kho hồ bao hả? Đây, bánh mì với lại cái này là cái gì anh? Siwat. Siwat. Xin mời, xin mời. Ngon quá, đói bụng quá rồi. Đi bắt đầu.
Tàu bự ghê luôn á. Này là museum mà anh. Cái này anh mua vé đi vô để coi mới là bảo tàng vậy đó, phải không? Lớn dễ sợ luôn á. Đây cái máy nó nói cho mình biết luôn á. Ok, không nghe gì. Đó, mới nói á. Đi anh, đi walking. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ thích, chia sẻ và subscribe để cho Vân và Khoa có thêm tinh thần nhé. Hẹn gặp các bạn trong những video sắp tới.